Thanh Hóa, thay phố anh hùng đang chuyển mình mạnh mẽ. Thanh Hóa, quê hương anh dũng với cầu Hàm Rồng nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ. Và Thanh Hóa, nơi địa linh nhân kiệt với những anh hùng lịch sử. Nhưng có một nơi được coi là biểu tượng của chính trị, quân sự và cả kinh tế Thanh Hóa, đó chính là thành Nhà Hồ, di sản văn hóa thế giới. Thành Nhà Hồ là tòa thành kiên cố bằng đá với quy mô lớn, cực kỳ hiếm hoi ở Việt Nam. Tòa thành này được xây dựng trong khoảng vẹn 3 tháng mà thôi, riêng tuyến tháng 3 năm 1397. Tuy nhiên, trải qua sau hơn 6 thế kỷ, tòa thành này vẫn còn tồn tại với thời gian. Và đây được coi chính trị thì có lẽ Thanh Hóa là địa phương đầu tiên đưa bóng đá vào trong nghị quyết của tỉnh, và điều này khiến bóng đá trở thành một nhiệm vụ chính trị của địa phương này. Và đó là lý do vì sao mà đời sống bóng đá Thanh Hóa trong nhiều năm trở đây đang ngày một đi lên, từ một đội bóng phải mua sân chơi lên hạng của những bóng khác, đến bây giờ Thanh Hóa đang là một ứng cử viên cho danh hiệu vô địch ở mỗi kỳ V-League mà họ tham dự. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Review Show V-League 2017 trên Bóng Đá TV và Thể Thao TV. Mùa giải V-League đầu tiên Thanh Hóa tham dự sau khi mua sân chơi tại V-League của Viettel là vào năm 2010 dưới cái tên Lam Sơn Thanh Hóa. Kết thúc mùa giải, đội bóng đứng ở vị trí thứ 12, vị trí vừa đủ để trụ hạng với 31 điểm sau 26 trận đấu. Sau nhiều lần đổi tên, thì đến cuối mùa giải năm 2015, đội bóng này có tên mới là FLC Thanh Hóa. Việc hai mùa giải liên tiếp 2014 và 2015 kết thúc ở vị trí thứ 3 khiến ban lãnh đạo FLC Thanh Hóa quyết định mời huấn luyện viên Lê Thụy Hải về với mong muốn biến giấc mơ vô địch thành sự thật, và trên hết là trong tư duy. Cùng với thay đổi ở vị trí giám đốc kỹ thuật, FLC Thanh Hóa còn mang về những cầu thủ chất lượng như Mai Tiến Thành, Hoàng Thịnh, Văn Bình, Nhâm Tình, Trương Đàn Ni, Văn Ba Keo, tất cả vì chức vô địch. Tuy nhiên tại V-League 2016, trong suốt 26 vòng đấu, chưa một lần FLC Thanh Hóa bước lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng. Các cầu thủ FLC Thanh Hóa thi đấu khá thất thường, họ có những chiến thắng ấn tượng nhưng không thiếu những trận thua đau đớn. Dù biên độ dao động của vị trí trên bảng xếp hạng không lớn, nhưng việc xáo trộn nhân sự trên thượng tầng khi giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải từ chức sau gần 8 tháng gắn bó, cùng với đó sự hụt hơi về cuối mùa giải là nguyên nhân chính dẫn đến một mùa giải thất bại với đội bóng dưới thành. Khi mà đội nó không sự ổn định và có thể thiếu sót các vị trí thì nó làm ảnh hưởng các trận đấu của đội FC Thanh Hóa không giành chiến thắng, và vì thế thì càng ngày càng bị tụt trong bảng xếp hạng. Giai đoạn lượt về của đội thì cũng thiếu rất nhiều về cầu thủ bị chấn thương, với lại là các cầu thủ cũng bị thẻ phạt rất là nhiều, cho nên là giai đoạn lượt về chúng tôi làm không tốt được cái mùa giải 2016. Thất bại trong mùa giải được đầu tư mạnh mẽ bậc nhất không khiến FC Thanh Hóa nản chí. Ngược lại, đó còn là động lực cho đội bóng xứ Thanh để họ tiếp tục mang về những hào thủ và giữ chân những cầu thủ trụ cột cho mùa giải mới. Một trong những nhân tố chủ chốt trong hành trình chinh phục ngôi vương ở mùa giải 2017 của FLC Thanh Hóa chính là đội trưởng Omar Faye. Pape Omar Faye sinh ngày 1 tháng 1 năm 1987 tại Senegal. Lần đầu tiên Omar đến V-League vào năm 2011 trong màu áo Thanh Hóa. Ở mùa giải đó, anh ra sân 25 trận và ghi được tới 15 bàn thắng. Tưởng như thành tích này sẽ mở ra một tương lai tươi sáng cho Omar tại Việt Nam, nhưng án cấm thi đấu 2 năm của FIFA khiến mọi thứ bị trì hoãn. Thực sự đó là quãng thời gian không quá kinh khủng như tôi tưởng tượng. Tôi vẫn tập luyện bình thường và do có gia đình bên cạnh nên mọi thứ khá ổn cho đến lúc tôi quay trở lại. Được trở lại thi đấu từ mùa giải 2015, Omar lập tức cho thấy tầm quan trọng của mình khi ra sân thi đấu chính thức 39 trên 39 trận đấu, ghi tổng cộng 24 bàn thắng. Thậm chí có những trận Omar cắn răng chịu đau để được ra sân sát cánh cùng các đồng đội. Có một cái yếu tố rất quan trọng chuyên môn trong thi đấu khi tập luyện, Omar là một người luôn gương mẫu và luôn động viên anh em để làm sao đó tập luyện cũng như thi đấu tốt nhất. Là một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất FLC Thanh Hóa, nhưng ít ai biết cuộc sống của Omar lại khá giản dị.
các nhà chung cư không có quá nhiều đồ đạc này, là nơi mà Oma cùng vợ và con sinh sống hơn một năm nay. Buổi sáng, hai vợ chồng gần như không đi đâu, vì vợ Oma thì không có bạn. Hình thức giải trí của hai vợ chồng chỉ là xem TV hoặc đánh bài với nhau. Với Padisako, vợ của Oma, ngày vui nhất là khi FLC Thanh Hóa thi đấu. Đó là lúc cô cùng cậu con trai có thể ra sân cổ vũ cho chồng. Và thường thì Oma không bao giờ làm gia đình mình thất vọng. Sẽ không quá khi nói, Oma có thể trở lại sau án treo giò của FIFA bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, còn có công lớn từ chính gia đình anh. Thay đổi môi trường sống là thách thức lớn với tôi, nhưng tôi sẵn lòng làm tất cả vì anh ấy. Tôi muốn Oma có thể tập trung 100% cho công việc. Thực sự, gia đình rất quan trọng đối với tôi. Mùa đầu tiên tôi thi đấu tại đây, vợ và con vẫn ở Senegal. Và khi vợ con tôi ở đây, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, tập trung hơn, bởi không phải tốn thời gian nghĩ về gia đình khi họ đã ở ngay cạnh mình. Với FLC Thanh Hóa, Oma là cầu thủ rất quan trọng, chiếc băng đội trưởng đã chứng tỏ cho điều đó. Nhưng ngược lại, Thanh Hóa trong suy nghĩ của Oma cũng đặc biệt không kém. Rất nhiều nước để thi đấu, nhưng với tôi, Việt Nam rất khác, nơi đây giống như đất nước của tôi vậy. Thực sự là rất giống. Vì thế tôi muốn nghĩ nhiều về quá khứ hay tương lai. Giờ tôi ở đây và muốn tiếp tục ở đây cống hiến cho đội bóng đến khi nào còn có thể. Và sẽ là một cái kết có hậu cho Oma Faye nếu như anh có được chức vô địch V-League trong quả áo FLC Thanh Hóa. Để hướng tới mục tiêu vô địch, năm nay FLC Thanh Hóa tiếp tục là một trong những đội hoạt động mạnh nhất trên thị trường chuyển nhượng khi bảo vệ những bản hợp đồng hết sức chất lượng. Đầu tiên ở hàng hậu vệ, đó là tuyển thủ quốc gia Đinh Tiến Thành. Ở vị trí tiền vệ là Nguyễn Trọng Hoàng, sự bổ sung chất thép cho khu trung tuyến. Và trên hàng tiền đạo là ngoại biên chất lượng đã được kiểm định suốt 3 mùa giải đã qua, Uche. Đây đều là những bản hợp đồng chất lượng nhằm hướng tới khắc phục vấn đề lực lượng mỏng đã tồn tại ở FLC Thanh Hóa trong vài mùa giải đã qua. Tuy nhiên, thương vụ thủ hàng bom tấn của đội bóng xứ Thành là việc mang về huấn luyện viên từng vô địch cúp C1 châu Âu, tiền thân của UEFA Champions League ở thời điểm hiện tại. Đó là huấn luyện viên Joko Petrovic. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là sẽ đưa bóng đá Thanh Hóa tiếp cận được với những cái phương pháp huấn luyện, những cái kỹ năng của những cái nền bóng đá phát triển, đặc biệt với một người mà có cái bề dày thành tích, bề dày về công tác huấn luyện. Joko Petrovic nó không chỉ giúp cho bóng đá Thanh Hóa tiếp cận được với cả cái nền bóng đá hiện đại, mà đồng thời cũng giúp cho cái đội ngũ huấn luyện viên trẻ của Thanh Hóa cũng học hỏi được rất nhiều. Và bên đấy, tôi là huấn luyện viên ở rất nhiều nơi. Nam Phi, Đông Nam Á, Trung Quốc và cả Uruguay nữa. Thế nên tôi rất hào hức khi đến đây tìm thử thách ở Việt Nam. Rất nhanh chóng, vị trí đầu ra người Sơn Mi đã tạo ra một bầu không khí tích cực tại FLC Thanh Hóa. Những bài tập mới mẻ, những trao đổi đa chiều, và dĩ nhiên cả những điểm mạnh yếu của cầu thủ được phân tích kỹ càng. Tất cả giúp các cầu thủ cảm thấy hào hứng để hướng tới mùa giải mới. Qua một buổi họp, qua một buổi tập, qua một buổi thi đấu, thì tôi thấy huấn luyện viên Petrovic có nhiều điểm giống huấn luyện viên Mira, và tôi rất hào hứng với cách làm việc của ông. Cách làm việc rất rõ ràng và kỹ lưỡng. Dĩ nhiên có nhiều điểm khác biệt. Petrovic cho thấy ông là huấn luyện viên chuyên nghiệp hơn rất nhiều các huấn luyện viên khác, dù huấn luyện viên cũng rất giỏi. Đó là những chuẩn bị tốt về mặt nhân sự cho một mùa giải không liền trước mắt. Nhưng để có thể thành công trong một môi trường bóng đá hoàn toàn xa lạ như V-League, chắc chắn huấn luyện viên Petrovic cần sự hỗ trợ từ đội ngũ trợ lý, nhất là những huấn luyện viên người Việt Nam am hiểu đội bóng như Hoàng Anh Tùng. Việc phối hợp trong công việc của ban huấn luyện đội bóng được coi là khâu chuẩn bị quan trọng hơn cả. May mắn cho FLC Thanh Hóa, họ đã có thành quả đầu tiên cho sự hợp tác này, chính là chức vô địch FLC Cup lần thứ 2 vừa kết thúc cách đây không lâu. Thành công hay không thì dựa vào rất nhiều yếu tố, và có một yếu tố mà tôi nghĩ rằng là trong ban huấn luyện thì cá nhân tôi cũng như các anh em trong
trong mãn nguyện sẽ hết mình để cùng ông ấy làm sao để cho đội tốt nhất. Ở khía cạnh quản lý, ông cũng tạo ra được niềm tin ở các cầu thủ. Nhưng trước mắt với huấn luyện viên người Serbi, ông vẫn còn nhiều việc phải làm để hướng tới danh hiệu vô địch cùng FLC Thanh Hóa. Trong bóng đá hiện đại, tư duy chơi bóng, tư duy chiến thuật là rất quan trọng và tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các cầu thủ có thể thực hiện điều đó tốt hơn. Kỷ luật, trách nhiệm và tài năng, FLC Thanh Hóa đang sở hữu một huấn luyện viên đáng kỳ vọng bậc nhất tại V-League 2017 và nhờ đó mùa giải tới càng đáng được chờ đợi hơn. Chính FLC Thanh Hóa là đội bóng giàu bậc nhất V-League, nhưng nghịch lý ở chỗ sân Thanh Hóa lại là sân bóng bị kiều kè nhiều về chất lượng. Cứ mỗi khi trời lạnh hay mưa nhiều, sân vận động có 14.000 chỗ ngồi này lại là nỗi ám ảnh với mỗi đội bóng tới đây làm khách. Kể từ sau khi đội bóng được bàn giao cho tập đoàn FLC, sân vận động Thanh Hóa đã trải qua một lần nâng cấp sửa chữa khi toàn bộ các khán đài được làm mới. Các cầu thủ trẻ được đưa về tập tại Quảng Sương để đảm bảo chất lượng mặt cỏ. Tuy nhiên không ít cổ động viên thắc mắc khi thấy khán đài vẫn không được lắp ghế. Và mới đây, một tin vui đã đến với cổ động viên Thanh Hóa khi những hình ảnh phối cảnh về sân vận động Sầm Sơn đã được tiết lộ. Nếu như dự án này được tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, đó sẽ là sự thay đổi về chất của bóng đá xứ Thanh trên con đường phát triển của mình. Thank you.